Khác với nhiều năm trước, năm nay, những ngày sau Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng trên thị trường khá ổn định và lượng hàng hóa tồn đọng vẫn còn khá lớn, nếu không muốn nói là ế ẩm. Đó là nhận xét của hầu hết người tiêu dùng, thương lái cũng như của các cơ quan chức năng, ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trong tỉnh, địa bàn thành phố Vinh. Chợ Vinh là một trong những trung tâm thương mại lớn của thành phố. Những ngày sau Tết, hàng hóa tại các cửa hàng, cửa hiệu vẫn tràn ngập. Người bán nhiều, trong khi đó lượng người mua rất ít. Các mặt hàng rau củ quả giá rất thấp, các loại thịt tươi sống khá ế ẩm. Giá 1 kg thịt gà dao động từ 120 đến 140.000 đồng, thịt lợn từ 80 đến 90.000 đồng, thịt bò có giá từ 220 đến 240.000 đồng 1 kg. Các mặt hàng tiêu dùng khác như quần áo, đồ gia dụng và hàng thiết yếu giá giảm hơn so với trước Tết. Theo một số tiểu thương có kinh nghiệm lâu năm kinh doanh tại chợ Vinh, thì chưa năm nào hàng hóa lại khó bán như năm nay, mặc dù giá cả vẫn không tăng so với trước Tết. Giá cả nói chung hàng hóa của trong lượng mua của trong Tết thì hẳn đông hơn, nhiều hơn. Còn ra Tết thì lượng mua của người mua thì rất chi là ít. Hàng hóa ra Tết thì bình thường, sức mua thì nó ít hơn. Còn giá cả thì bình thường, không có chi biến động. Tại các chợ đầu mối khác trên địa bàn thành phố như chợ Quán Lau, chợ Cửa Bắc, chợ Quang Trung, chợ Hưng Dũng, các ban quản lý chợ, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát hàng hóa, kiểm tra việc bán hàng có niêm yết giá, chống hàng giả, góp phần bình ổn thị trường, không để biến động về giá. Điều này đã góp phần tích cực trong việc chống gian lận thương mại, găm hàng chờ giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ uy tín cho người kinh doanh. Về chợ Vinh thì có thể nói rằng là tất cả các mặt hàng là rất nhiều, đa dạng. Mà trong cái buôn bán kinh doanh thì có thể nói rằng là tất cả các mặt hàng đều giữ cái mức là giá cả là không tăng. Theo báo cáo nhanh của lực lượng quản lý thị trường, những ngày sau Tết tình hình thị trường không có biến động. Giá cả các mặt hàng giảm xuống từ 15 đến 20% so với trước Tết. Các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh giảm hẳn. Mặc dù vậy, hiện nay toàn lực lượng quản lý thị trường vẫn đang phối hợp với chính quyền các địa phương, công an để tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa, ngăn chặn tình trạng tuồn hàng tồn, quá hạn ra thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cái sức mua sau Tết thì có thể nói cũng bình thường so với các cái năm trước và có các cái sự kiểm tra kiểm soát cả các cơ quan chức năng. Chính như vậy thì cái giá cả cũng như là không có những cái đột biến trong cái lĩnh vực hoạt động về thương mại. Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, nông dân nhiều nơi được mùa, thì sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của các ngành chức năng như công an, quản lý thị trường trong kiểm soát giá cả đã góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho năm 2014 để Nghệ An có một thị trường thương mại ổn định, lành mạnh.